Vấn đáp chọn lọc bản tin 178 và 179. Thiền là điều phải làm để đời sống được trọn vẹn. Vấn: Làm cách nào để có thể phối hợp cuộc sống tâm linh với công việc cực nhọc và áp lực? Sư phụ: Không phải là một sự phối hợp, đây là một lối sống, là một điều phải làm. Quý vị đã quên bao gồm nó vào cái gọi là đời sống. Đời sống của chúng ta đang thiếu sót một phần nhỏ, phần quán tưởng và phần tịnh tâm. Đó là lý do tại sao đời sống chúng ta không trọn vẹn, mệt mỏi và quá nhiều đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta mới phải nhớ đến phần nhỏ này, rồi cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Chỉ có vậy thôi. Đây không phải là sự phối hợp, mà là điều phải làm. Nó đã có đó rồi, nhưng quý vị đã quên mất. Đôi khi, chúng ta đọc Thánh Kinh hay Kinh Torah và thấy tất cả những thể nghiệm của Thượng Đế, của Thiên Đàng và những minh sư hay đệ tử của vị minh sư trong quá khứ và chúng ta ao ước. Tôi sẽ bỏ ra bất cứ gì để có được những thể nghiệm này. Tôi sẽ bỏ ra bất cứ gì để thấy được Thượng Đế, để thấy hào quang Thượng Đế, để nghe được Thượng Đế. Quý vị có nghĩ vậy không? Vậy hãy bỏ ra một chút. Hãy bỏ ra 2 tiếng mỗi ngày hay thậm chí 1 tiếng mỗi ngày. Vậy cũng không nhiều lắm. Chúng ta có 24 tiếng để làm việc cho thân thể vật chất và cho thế giới. Chỉ có 1 hay 2 tiếng dành cho Thượng Đế thì không phải là sự phối hợp, không phải là sự dung hòa. Đây là một lối sống. Chúng ta phải làm vậy để cuộc sống được trọn vẹn. Thật ra không phải mất nhiều thời giờ. Thí dụ thời giờ nói chuyện nhảm trên điện thoại, chúng ta cắt bỏ. Chúng ta ngồi 10 phút hay nửa tiếng để cầu thông với Thượng Đế, để lảm nhảm với Thượng Đế, để than phiền với Thượng Đế hay để đòi hỏi điều gì đó. Đây là thời gian chúng ta phải nói chuyện với Thượng Đế. Chúng ta chỉ có một Đức Cha mà chúng ta không nói chuyện với Ngài. Và khi Ngài nói, chúng ta không nghe. Đó có phải là lối sống không? Chúng ta lắng nghe tất cả mọi người trừ Thượng Đế, rồi than phiền rằng Ngài không nghe lời cầu nguyện hay lời yêu cầu của chúng ta. Ngài có nghe và Ngài luôn luôn trả lời. Chúng ta cứ không chịu bỏ thì giờ để lắng nghe. Chúng ta phải tịnh tâm để có thể nghe được lời Ngài. Trẻ em cầu thông với Thượng Đế một cách tự nhiên. Vấn: Ngài có nghĩ rằng trẻ em có thể được thể nghiệm về Thượng Đế? Sư phụ: Được chứ, chúng tôi có rất nhiều trẻ em từ 6 tuổi luôn luôn nói chuyện với Thượng Đế. Chúng có thể làm như vậy nhiều hơn hay giỏi hơn người lớn bởi vì chúng tinh khiết hơn hoặc đơn thuần hơn. Chúng chưa có những vấn đề và phiền não. Chúng ta có khi lớn lên. Chúng ta phải lo lắng nhiều chuyện và bị khó khăn nhiều trong công việc, trong doanh nghiệp và tất cả những đòi hỏi này. Nhưng trẻ em thì không làm gì, chúng rất tự tại. Vì vậy, chúng rất dễ đến với Thượng Đế ngay tức khắc, bất cứ lúc nào. Chúng giỏi hơn chúng ta nhiều. Đó là lý do tại sao trẻ em nên học hỏi. Vì khi học từ nhỏ, chúng sẽ không bao giờ quên và sẽ luôn luôn giữ được sự tiếp xúc thường xuyên với Thượng Đế, tốt hơn là chúng ta nữa. Tất cả những trẻ em của chúng tôi đều giỏi hơn người lớn. Tôi nghĩ một số quý vị chắc phải nhớ khi mình còn rất nhỏ, từ ngày sinh ra cho đến khi 3 hay 4 tuổi. Một số quý vị vẫn còn nhớ sự cầu thông với Thượng Đế mà quý vị đã luôn luôn có được. Nhưng khi lớn lên, đến khoảng 4, 5, 6 hay 7 tuổi, chúng ta bắt đầu học hỏi quá nhiều kinh nghiệm thể chất. Rồi thể nghiệm với Thượng Đế và sự tiếp xúc với Thượng Đế mờ dần mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta trưởng thành và đã quên đi hoàn toàn. Trẻ em luôn luôn tiếp xúc với Thượng Đế ít nhất là những đứa còn rất nhỏ, cho đến khi 4 hay 5 tuổi. Bởi vì sự câu thông mới chỉ phai mờ một chút, vì vậy tiếp nối lại rất nhanh. Và đó là lý do tại sao Thánh Kinh cũng đề cập rằng các ngươi phải trở thành như trẻ thơ, để có thể bước vào thiên quốc của Thượng Đế.
Quý vị phải buông xuống tất cả và ngồi tập trung hoàn toàn về Thượng Đế. Điều này khó, nhưng tôi có thể chỉ cho quý vị và tôi có thể làm cho nó dễ dàng hơn. Nếu quý vị đã biết đường, thì dễ dàng hơn. Mục đích của đời sống trên địa cầu. Vấn: ý nghĩa của sự sống trên đời này là gì theo quan niệm của Ngài? Sư phụ, đây là một câu hỏi rất dài, nhưng tôi sẽ rút ngắn lại. Ý nghĩa hay mục đích của đời sống trên địa cầu là để tìm Thượng Đế. Quý vị sẽ ngạc nhiên. Tôi sẽ giải thích. Vì luôn luôn ở cùng Thượng Đế trong vĩnh hằng, thụ hưởng chân phúc thiên đàng, chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Chúng ta đã có tất cả và chúng ta xem thường điều này bởi vì không có điều gì khác để so sánh. Không có sự đau khổ để hiểu được hạnh phúc. Không có sự buồn rầu để có thể cảm kích niềm vui. Không có gian khổ để hiểu được ân sủng lúc nào cũng sẵn có và tất cả những tiện nghi mà Thượng Đế đã ban cho. Cho nên, Thượng Đế gửi chúng ta đến đây để học hỏi lại và hưởng thụ thiên đàng trở lại, để khi trở về đó, chúng ta sẽ vui hưởng. Chúng ta sẽ hiểu được cả hai mặt của tạo hóa. Sư phụ ra dấu chỉ về hướng trời và đất. Đó là như vậy. Cho nên, nếu không tìm được Thượng Đế trong đời sống để quân bình hai khía cạnh này, hoặc để trở về với Ngài, chúng ta sẽ rất đau khổ, bởi vì đây không phải là cuộc sống của chúng ta. Nơi đây không phải là nhà của chúng ta. Cảnh giới vật chất chỉ là một kinh nghiệm tạm thời để chúng ta trở về thiên đàng, để vui hưởng Thượng Đế nhiều hơn và hưởng thụ thiên đàng nhiều hơn. Hãy để Thượng Đế chữa trị. Vâng, tôi được cho biết là một người dùng linh lực chữa bệnh không thích hợp để thọ tâm ấn. Tôi rất muốn nghe lời khuyên của sư phụ về việc làm cách nào tôi có thể tham gia vào thể nghiệm tâm linh này. Sư phụ, tôi không bảo quý vị ngưng chữa bệnh. Tôi chỉ muốn bày cho quý vị một phương pháp vĩ đại hơn để chữa bệnh, để làm một người chữa bệnh vĩ đại hơn như là Chúa Giêsu, khi người ta chỉ chạm vào áo của Ngài là họ được khỏi bệnh. Và Chúa Giêsu thậm chí cũng không nhận ra rằng Ngài là người chữa bệnh. Ngài nói, đức tin của ngươi đã chữa cho ngươi, và cha ta đã chữa cho ngươi. Bởi vì Ngài không còn ngã chấp, Ngài không còn đặt tay lên thân thể người ta nữa, Ngài không còn cầu nguyện cho người ta nữa, Ngài không làm gì cả. Tất cả đều là việc làm của Đấng Cha lành. Đức Cha là người chữa bệnh vĩ đại nhất của tất cả mọi thời đại, và đó là địa vị mà chúng ta nên đạt đến. Tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta là con cái của Thượng Đế, chúng ta có tất cả những lực lượng này. Toàn thể vũ trụ thuộc về chúng ta. Bất cứ quý vị muốn làm gì, quý vị có thể làm được, nhưng quý vị phải đồng nhất với lực lượng này, đồng nhất với Thượng Đế, và để cho Thượng Đế làm việc, không phải chỉ làm một cá nhân đơn độc chữa bệnh, mà phải dựa vào những phương tiện thể chất để chữa trị cho người khác. Do đó, tôi muốn bày cho quý vị cách trở thành một người chữa bệnh vĩ đại hơn. Nếu quý vị đã sẵn sàng làm việc này, thì hãy tham gia với chúng tôi. Nếu chưa sẵn sàng, quý vị cứ ở tại chỗ và hưởng thụ công việc của mình. Nếu quý vị vẫn thích công việc này, thì cứ tiếp tục. Hãy làm bất cứ điều gì tốt cho mình. Hãy làm bất cứ việc gì khiến quý vị hạnh phúc nhất. Quý vị không cần đến với tôi nếu đã hài lòng ở chỗ của mình. Hãy làm bất cứ điều gì thích hợp cho quý vị tại thời điểm này. Nếu quý vị muốn tham gia với chúng tôi, thì hoan nghênh. Không ràng buộc, không điều kiện, không tiền bạc. Bây giờ và vĩnh viễn, không gì cả. Tôi có đây để phục vụ quý vị. Nhưng nếu quý vị vui hưởng tại chỗ của mình, cũng tốt. Tất cả chúng ta đều tốt đẹp trước mắt Thượng Đế. Tùy theo chúng ta thích làm gì, Ngài sẽ giúp đỡ. Nếu quý vị muốn tiếp tục làm y tá, như vậy cũng tốt. Nhưng nếu muốn học thành bác sĩ, quý vị phải bỏ xuống công việc này và học hỏi thêm. Trong tất cả các thánh kinh, quý vị không nghe có bất cứ vị tiên tri nào chữa bệnh cho ai bằng phương tiện vật chất. Bất cứ ai ở trong sự hiện diện của các ngài, nếu đó là ý của Đấng Cha lành, thì họ sẽ được chữa khỏi qua sự tiếp cận vị tiên tri hay minh sư
hay qua việc cầu nguyện với vị minh sư, cho dù họ ở cách xa ngàn dặm. Nếu ý Thượng Đế muốn người này được chữa trị qua vị minh sư, thì việc này sẽ được thực hiện. Nhưng minh sư không làm những chuyện thuộc về thể chất. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không nhận rằng Ngài làm bất cứ phép lạ nào. Người ta chỉ tuyên dương như vậy. Mọi người nói, ồ, Ngài chữa khỏi người bệnh. Ngài chữa khỏi người mù. Thật ra đó là họ biết qua Ngài mà họ được chữa khỏi. Nhưng Chúa Giêsu hay bất cứ vị minh sư nào như là Abraham hay Mohammed không cố ý làm để tuyên dương. Phải, đó là tôi chữa khỏi cho quý vị. Không, bởi vì làm như vậy là phỉ báng đức cha của chúng ta, là rất ngạo mạn. Tôi rất tiếc phải nói như vậy. Nếu quý vị ở gần các anh chị em đang học hỏi cùng một pháp môn và đang tu hành cùng một pháp như tôi, quý vị sẽ nghe họ kể rất nhiều câu chuyện phép lạ như vậy. Và họ sẽ nói rằng tôi là người làm những phép lạ này. Nhưng tôi luôn luôn nói đi nói lại với họ, và ngay bây giờ nữa, rằng tôi không làm gì cả. Nếu có lợi ích gì đến qua tôi, đó là sự làm việc của Đức Cha. Tôi không bao giờ làm điều gì không có ý chỉ của Ngài. Do đó, bất cứ lần nào đệ tử nói với tôi hoặc viết thư cảm tạ tôi về những việc chữa khỏi bất cứ bệnh gì, về bất cứ phép lạ hay bất cứ chứng bệnh trầm kha nào mà họ đã thoát khỏi, tôi luôn luôn cảm tạ Đức Cha, bởi vì tôi biết đó là Ngài và sự làm việc của Ngài. Tôi biết chắc chắn như vậy, không ai khác ở đó ngoại trừ Đức Cha hay Đức Mẹ. Đức Mẹ hoặc là Đức Cha. Tránh xa những sinh hoạt và từ trường nghiện ngập. Dẫn, trong quyển sách biếu có đề cập rằng bài bạc là một trong những giới cấm. Điều này chỉ nói đến bài bạc trong sòng bài hay bất cứ cuộc chơi nào. Sư phụ, bất cứ cuộc chơi nào liên quan đến một số tiền lớn và có liên quan đến việc tranh hơn thua giữa người với nhau và tạo nên một từ trường đam mê và tranh giành, cũng kể như là bài bạc. Dấn, vậy đá banh thì sao? Thí dụ vậy. Sư phụ, đá banh thì không sao. Nếu quý vị đá banh trong tinh thần thể thao như bằng hữu để cho vui thì không sao. Nhưng khi chơi banh rồi đánh nhau sau khi thua thì như vậy không tốt. Tôi nghĩ trong bất cứ cuộc chơi nào, chúng ta chỉ nên giữ thái độ của một người đứng đắn. Trong sòng bài, khi thua quá nhiều tiền, quý vị có khuynh hướng mất đi phẩm cách của mình. Thêm vào đó, nhiều người thua tiền trong sòng bài đi về thậm chí bán cả nhà cửa, bán tài sản, đôi khi bán cả vợ con mình, chỉ vì họ đã quá mê đắm. Bài bạc còn có một khía cạnh vô hình. Đối với những người thích bài bạc, có rất nhiều chúng sinh Atula hay những linh thể không có thân xác thường ở gần gũi họ và luôn luôn thúc đẩy họ chơi thêm nữa. Vì vậy, họ không bao giờ có thể thoát ra được. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa những từ trường này. Đó là lý do tại sao những người bắt đầu bài bạc rất khó bỏ được. Bởi vì những linh thể không có thân xác nhưng thích bài bạc luôn đứng chung quanh họ và đôi khi sử dụng thân thể họ để thỏa mãn ham muốn bài bạc của chúng. Và đó là lý do tại sao người ta thấy rất khó bỏ. Cũng giống như vậy đối với việc uống rượu và dùng những thứ ma túy nặng nề khác, ngay cả hút thuốc. Đó là lý do tại sao chúng ta nên tránh xa những chất và từ trường có tính cách nghiện ngập nguy hại này. Nếu quý vị có cặp mắt có thể nhìn vào những nơi dùng ma túy hay có cuộc bài bạc dữ dội, có rất nhiều chúng sinh xấu ác tại đó. Những người đam mê bài bạc, ma túy hay những chất nghiện ngập khác, dù cố gắng phấn đấu để từ bỏ, họ cũng không thể bỏ được. Những thứ này rất nguy hại cho chúng ta. Nhưng thí dụ như nếu quý vị đã phát triển cao về mặt tâm linh và vì lý do đặc biệt nào đó, quý vị đánh bài một lần hay tương tự vậy, thì dĩ nhiên cũng không tệ hại lắm. Quý vị sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng đối với người thường hay những người tâm linh yếu đuối, tốt nhất là hãy tránh xa những nơi này, bởi vì nó sẽ trở thành đam mê, nghiện ngập. Mọi thứ đều có năng lực và ảnh hưởng.
dấn sự ác có phải là một dạng khác của sự thiện lành. Vậy có nghĩa là rốt cuộc không hề có sự ác. Sư phụ, không, không thể nói rằng không có sự ác. Tuy nhiên, sự ác cũng sinh ra từ chúng ta. Lúc ban đầu không có sự ác, chỉ là khi chúng ta nghĩ điều gì xấu hoặc phủ định, khi làm điều gì xấu hoặc phủ định, khi nói điều gì xấu hoặc phủ định, những điều này cũng ảnh hưởng chúng ta và ảnh hưởng những người chung quanh, bởi vì chúng không thuộc về bản chất tốt. Chúng ta làm, nói hay nghĩ bất cứ điều gì tốt, thuộc về bản chất tốt, thì sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho chúng ta và tất cả mọi người. Chúng ta làm, nghĩ hay nói bất cứ điều gì xấu, thì sẽ có hậu quả xấu. Tất cả mọi việc đều có hậu quả hay năng lực. Thí dụ như hoa hồng xinh đẹp và có hương thơm vì nó là hoa hồng. Nhưng phô mai, ngửi hơi giống bàn chân không rửa đã lâu, cho nên tất cả mọi thứ đều có phẩm chất và hậu quả riêng của nó. Khi đặt một hoa hồng vào căn phòng nhỏ, quý vị cảm thấy toàn thể căn phòng tràn ngập mùi hương hoa hồng. Nhưng nếu đặt phô mai hay thứ gì dơ bẩn, như là phân của thú vật hay của chính mình vào phòng, toàn thể căn phòng sẽ hôi hám. Tất cả mọi sự việc đều có hậu quả, tất cả đều có năng lực. Và bởi vì chúng ta là Thượng Đế, chúng ta có lực lượng của đấng sáng tạo. Chúng ta đồng nhất với toàn thể tạo hóa và bất cứ gì chúng ta tạo ra sẽ ảnh hưởng chính mình và tất cả mọi người khác. Đó là tại sao ma quỷ hay sự ác sinh ra, do năng lực xấu của chúng ta. Và đôi khi năng lực to lớn bao la, khổng lồ tích tụ và động lại một chỗ, khiến quốc gia sẽ bị thiên tai hay rắc rối, toàn thể quốc gia sẽ bị ảnh hưởng. Người dân có thể lâm vào hoàn cảnh tệ hại như là bị dịch hay bệnh tật, chiến tranh, thiên tai hay bất cứ gì. Đó là khi năng lực xấu hay quỷ dương đang làm việc. Tất cả đều là nhân tạo. Vì vậy, chúng ta nên kiểm soát để tư tưởng mình luôn luôn tinh khiết, cao thượng và tốt lành. Rồi chúng ta sẽ không phải thể nghiệm những điều này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu hành, phải làm lành, lánh dữ cho chính mình và cho lợi ích của tất cả mọi người.